Hôm nay thì em chia sẻ cho các anh chị cái sản phẩm mà em đang dùng và cảm thấy là rất là cải thiện cho sức khỏe của mình. Tại vì căn bản là em cũng có vấn đề về các cái bệnh mà thiếu canxi. Thì đây là canxi của Nutrilite. Sở dĩ mà em chọn của Nutrilite ấy, không phải là các cái sản phẩm ở bên ngoài. Tại vì qua cái quá trình tìm hiểu nè thì cũng có biết được đó là Nutrilite có ba cái điểm khác biệt so với những cái sản phẩm ở bên ngoài. Đó chính là Nutrilite là một cái thương hiệu về bổ sung dinh dưỡng lâu đời nhất trên thế giới. Thứ hai, cái điều khác biệt thứ hai đó chính là Nutrilite là nhãn hiệu duy nhất trên thế giới mà được cấp cái chứng nhận về nông trang hữu cơ, nên là mình rất là yên tâm khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm của Nutrilite, yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Và cái điều khác biệt thứ ba mà em chọn đó là Nutrilite là cái thương hiệu mà thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 thế giới. Thì đó chính là cái lựa chọn, cái điều mà em lựa chọn cái sản phẩm của mình. Thì cái này là canxi của Nutrilite là canxi magie, các anh chị. Cái này là có magie và tỷ lệ 21. Đây là cái tỷ lệ vàng, và thông thường ở ngoài chúng ta đi mua ít khi nào chúng ta có thể tìm được cái loại canxi mà có magie và có tỷ lệ vàng như thế này, rất là khó luôn, kỳ khó. Và em có được biết đó, thì theo nghiên cứu thì Việt Nam của mình đó, là cái bữa ăn thì không đáp ứng, bữa ăn mỗi ngày không có đáp ứng đủ cái nhu cầu canxi cho cơ thể của mỗi người. Và bình thường chúng ta ăn những cái loại thực phẩm ở ngoài á thì cũng không có hấp thu được hết vào trong cơ thể. Thì chúng ta có thể là sử dụng các cái biện pháp là chúng ta cái sản phẩm để bổ sung. Như bản thân em thì cái canxi hỗ trợ rất là nhiều cho cái cơ thể của chúng ta. Canxi thì đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta thiếu canxi là chúng ta có khả năng mắc đến 147 loại bệnh. Nên là không canxi không chỉ là quan trọng với cái vấn đề về xương nè, khi mà nhắc canxi thì ai cũng nghĩ đến xương, nhưng mà ngày hôm nay không chỉ là những người bị mắc bệnh về xương khớp mà những người bình thường thì chúng ta cũng nên bổ sung canxi đầy đủ để không phải để tránh mắc những cái bệnh khác. Thì ở trong cơ thể canxi chiếm nhiều nhất là ở trong răng và xương là chiếm 99%, còn ở trong máu thì chiếm 1%. Và cái tỷ lệ này trong cơ thể chúng ta nó phải như vậy, nó phải làm con chỉ nó là chỉ số như vậy. Nếu mà chúng ta thấp hơn hoặc là cao hơn thì cơ thể chúng ta sẽ có vấn đề ngay. Ví dụ như là người mà thiếu canxi nhiều nè, trong máu thì sẽ bị hạ hạ canxi huyết, rồi thiếu trong xương thì sẽ dễ bị loãng xương nè, trẻ em thì còi xương chậm lớn nè, rồi em bé thì sẽ dễ ra mồ hôi trộn, mất tóc, đêm quấy khóc. Ngoài ra thì răng tóc móng của mình sẽ rất là yếu, rất là dễ gãy. Móng tay thì sẽ có các cái hiện tượng như là chấm trắng nè, hoặc là vết sọc trắng ở trên móng tay của mình đó. Ngoài ra thì xương còn rất rất là nhiều các cái vấn đề. Và một cái điều quan trọng nữa là canxi có thể trung hòa được cái axit trong cơ thể của chúng ta. Em sẽ có một cái minh họa nhỏ để cho các anh chị thấy dễ hơn. Thì ở đây là em có cái ly nước em đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì ở đây giống như là cơ thể của chúng ta, và đặc biệt là những cái người mà đau bao tử, đau dạ dày á, thì khi mà chúng ta sử dụng canxi vào á, thì cũng sẽ làm êm cái bao tử của mình. Tại vì
những người đau dạ dày thì môi trường dạ dày của họ đang bị axit nhiều, nên là chúng ta sử dụng canxi nhiều thì sẽ trung hòa được cái axit trong dạ dày và sẽ làm êm hơn và bớt đau hơn. Thì ở đây là cái viên canxi của mình. Ở trong một viên canxi như thế này là chứa 217 mg canxi và 108 magie các anh chị, tỷ lệ 21. Và ở đây để mà tạo môi trường axit cho cơ thể thì em sẽ sử dụng chanh. Chanh ngoài vitamin C thì chứa cũng có chứa nhiều axit, nên là những cái người mà ví dụ như đau bao tử chẳng hạn thì không được uống chanh quá nhiều, sẽ hại cho bao tử của mình. Để em sẽ sử dụng giấy pH để thử xem là trong cái môi trường của mình đã có nó đỏ hết tờ giấy luôn rồi. Trong môi trường của mình nó có axit thì giấy pH của mình sẽ chuyển sang màu đỏ nha anh chị. Đây ạ, là trong cơ thể đã có axit rồi. À, cái này á, là canxi em đã làm nhuyễn á, để cho nó dễ hòa tan hơn, tại vì viên canxi nó đã được nén và rất là cứng luôn. Thì bây giờ em giả nó ra như thế này, mình cho cơ thể của mình uống canxi. Bây giờ là mình sẽ khuấy đều lên. Và canxi của Nutrilite các anh chị thì được chiết xuất từ hoàn toàn là thực vật hết, hoàn toàn là thực vật. Và cái thành phần chính ở trong canxi của Nutrilite đó chính là cây cỏ đinh lăng đó các anh chị, cây cỏ đinh lăng đó các anh chị. Và theo như mà em đã được tìm hiểu thì cỏ đinh lăng là được quý như là vua của các loài thảo mộc các anh chị. Có trong cây cỏ đinh lăng đó thì có chứa hàm lượng dinh dưỡng dưỡng chất cao nhất trên thế giới luôn. Và cỏ đinh lăng đó thì cái độ cao trung bình của cây thì khoảng là tầm 1 mét, nhưng mà cái rễ của cây đinh lăng thì rất là dài, trung bình từ 3 đến 4 mét và thậm chí là đến 15 mét. Nó đâm sâu xuống lòng đất, và như vậy thì nó sẽ hút được nhiều các cái dưỡng chất ở trong lòng đất, nên là cỏ đinh lăng là một cái loại thuốc vô cùng quý. Ở đây thì em đã khuấy hòa tan xong rồi, thì bây giờ mình sẽ thử lại xem là cái cơ thể của mình đã được trung tính chưa nha các anh chị. Nè, các anh chị thấy không ạ? Hoàn toàn là đưa về trung tính luôn ạ, rất là tuyệt vời. Hôm nay thì em cố tình là em lấy đi nước sạch để em thấy xong thì uống luôn, tại vì bỏ thì rất là phí. Và một viên canxi như vậy thì khoảng là 4.000 đồng thôi, một viên như thế này là khoảng 4.000 đồng. Và chúng ta nên sử dụng sau khi ăn, sử dụng sau khi ăn thì sẽ tốt hơn. Và bình thường thì một ngày chúng ta, nếu mà để bổ sung hàng ngày á, thì chúng ta nên uống một ngày khoảng 3 lần và mỗi lần là một viên. Đặc biệt là canxi á, rất là tốt hỗ trợ cho những người mà bị mất ngủ nè, ngủ không sâu giấc nè, hay giật mình á, hay mơ nè, thì chúng ta nên sử dụng canxi này nhiều. Tại vì là trong canxi có cái chất dẫn truyền xung thần kinh á, thì sẽ làm cho cơ thể của chúng ta ngủ ngon hơn, sâu hơn. Và đặc biệt nếu như mà mình sử dụng chung với B nữa thì nó sẽ rất là tuyệt vời luôn, tại vì B cũng có cái công dụng đó là hỗ trợ cái thần kinh của mình đó. Thì cái phần chia sẻ của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.